Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang ở đây là trên cái mặt tiền đường tỉnh lộ 765 thuộc địa phận của xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Xích xuống phía dưới này một chút là cái cổng của khu công nghiệp Đá Bạc quý vị nhá. Đấy. Thì đi về hướng ngược lại thì về Ủy ban Nhân dân xã Long Tân rồi về nhà máy Đông In. Thì ngay vị trí ở đây cách cổng khu công nghiệp Đá Bạc khoảng 200m. Thì tôi đang có một cái lô đất ông chủ đang gửi bán ở đây, chiều ngang nó là 24m quý vị nhá, chiều ngang 24m, sâu vào 50, tổng diện tích nó là 1.198m², trong đó có 100m đất ở rồi, 100m đất ở, đất thì vô cùng vương vức luôn quý vị nhá, rất là vương vức. Thì giá đang chào bán cho lô này là 360 triệu một mét ngang. Ở đây người ta tính theo mét ngang thì này là 24. Đấy, đất của mình nó đến đây này. Đấy, bắt đầu giáp danh của cái nhà kia. Đó. Đây gần cái chỗ ngã ba đây. Cái này đi vào đất nhà người ta. Thì 360 triệu mét ngang. À, quý vị nhá. Quý vị nào quan tâm ở đây thì cứ liên hệ với chúng tôi theo các số điện thoại bên dưới nhé. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.